Giảm chiều đi. Một bát nhỉ, mỗi người một bát luôn. Ui, thấy con chim nữa. Ui giời, ngon. Này chấm muối ớt là ý bài đấy các bác ạ. Chim nhậu lại cảnh được. Rừng nữa, cảnh đẹp nữa. Ây da. Đây ngay bờ suối này. Vừa uống rượu vừa nghe tiếng chim hót này. Ai xa các bác ạ, rượu ngon thế. Làm miếng mồi này. Thử một con ạ. Thử cái đầu, con nhỏ đây. Đấy. Này, chấm mùi tiêu này. Tuyệt vời. Mùi ớt này. Ui xa. Một tí hoa chuối. Để ăn sáng xong anh em sẽ đi tìm thức ăn các bác ạ. Giờ phải đi tìm một ít thức ăn ạ. Bác. Rớt xuống đây nhỉ. Bưởi này ăn đây. Thử mổ quả bưởi rừng xem ăn là như thế nào. Chắc ngon lắm đấy, chín rồi này. Nhìn giống bưởi nhà này. Đắng lắm mà. Thử đã, thử không biết đắng hay ngọt chứ. Ồ thơm. Mùi thơm giống bưởi nhà luôn. Chua. Ồ, chua lắm, có bao rồi. Ồ chát lắm. Ngon tuyệt vời. Chua, đắng. Có vị chát. Rồi đã đến đây và anh em mình sẽ lấy một ít lói chuối để ăn. Chuối rừng. Chuối còn cao ấy, nó đắng đấy. Lấy khoảng chừng này thôi. Đâu, cái chỗ trên ấy, cắt đến đấy thôi. Ừ. Cái kia trở xuống trên cái chỗ gốc của nó thôi. Chuối rừng. À, chuối rừng cũng ngon. Sắp được rồi. Chuối. Thành quả của ngày hôm nay đây các bác. Đây là lói chuối này. Giờ là buổi trưa rồi các bác ạ. Giờ là tiến hành làm cơm. Để tí nữa ăn thôi. Ngon chưa?
ra nhỉ. Làm mặt rượu được gì đấy. Ừ. Rượu chứ, mùi ngon mà. Ý giời, thế còn chỉ bằng được chưa nữa chứ. Đây từ sáng đến giờ làm gì. Ồ, xuyên này tuyệt vời chứ. Giọt rượu đi. Một bát nhỉ, mỗi người một bát luôn. Ôi, thấy con chim nữa. Ui giời, ngon. Này chấm muối ớt là y bài đấy các bác ạ. Chim lại cảnh được. Ở rừng nữa, cảnh đẹp nữa. Ây da, đây chim. Ngay bờ suối này. Vừa uống rượu vừa nghe tiếng chim hót này. Ây da, các bác ạ, rượu ngon thế. Cảm miếng mồi ạ. Thử một con ạ. Thử cái đầu, con nhỏ thôi. Đấy. Này, chấm muối tiêu này. Tuyệt vời. Muối ớt này. Úi da. Một tí hoa chuối, một tí loại hoa chuối nữa chứ. Đang đúng bài luôn nhỉ. Này ngon. Đấy, có như này ra các bác ạ, nó không dai. Đây lòi chuối nhỉ. Tuyệt vời. Lòi chuối nó ăn mát nhỉ. Ừ, được đấy. Ngon đấy. À, rượu nó vui. Ăn được cả xương luôn. Giòn lắm. Giòn lắm. Ngon. Vâng. Ăn thế này còn gì bằng nhỉ. Nhỏ không có. À da, có khách đến rồi. Ngon. Khách đến rồi. Được, khách ơi. Đấy, ăn một con cá xem nào. Cá này cũng giòn lắm rồi. Hai con dính vào nhau luôn. Ngon tuyệt vời. Cầm cả suối. Ăn được cả con rồi mà. Ngon. Ngon lắm. Thêm con nữa đi. Đang đói ăn ngon. Nên ăn cả đầu trước. Nó không tốn rượu mới lạ.
cho vị khách một tí rồi đem đi về nhé. Chắc ăn hết một con này nữa thôi, no lắm rồi. Nhìn đọt chót thế này, vàng khè. Rồi, no rồi các bác ạ, không ăn hết được. Nhìn thế này thôi mà no nhanh quá. Thank you.
trình 2 ngày 1 đêm của anh em mình là kết thúc ở đây nhé các bác nhé. Hẹn các bác ở những video sau nhé. Đó, giờ là đi về thôi.